6 năm xuất hiện và gắn bó cùng những người anh em chung niềm đam mê trái bóng tròn. Hơn cả một tựa game, FC Online đã dần trở thành một tri kỷ, một người bạn thấu hiểu niềm đam mê của các huấn luyện viên. Đó là cầu nối để giao lưu, gặp gỡ, là nơi để xua tan những mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống. Trên hết, FC Online chính là tri kỷ, đã, đang và sẽ luôn sát cánh cùng các huấn luyện viên trong hành trình chinh phục giấc mơ sân cỏ. Đánh dấu cột mốc quan trọng này, FC Online chính thức ra mắt đại tiệc sinh nhật 6 tuổi. 6 năm tri kỷ ăn ý từng trận bóng. Tại trang sự kiện sinhnhat.fclive.gaina.vn từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2024. Một siêu sự kiện miễn phí được chuẩn bị vô cùng hoành tráng với ngập tràn những phần quà giá trị và giới hạn chỉ có trong sự kiện sinh nhật lần này. 100% sở hữu gói Icons cộng 5 khi thu thập đủ huy hiệu sinh nhật. Vé VIP chọn chuyến đi sự kiện offline sinh nhật 6 tuổi. Hàng trăm túi và áo phiên bản giới hạn của FC Online cùng vô số phần quà khủng khác khi toàn server thắp sáng đủ 6 cây nến chúc mừng sinh nhật. Sự kiện mở đầu trong tháng sinh nhật, thành tựu tri kỷ, là nơi ghi lại những cột mốc của các huấn luyện viên và những người bạn FC Online. Những lần chiêu mộ, bom tấn khủng, những lần phá vỡ giới hạn cho các trận đấu xếp hạng hay những lần làm phép thành công với những màn siêu phẩm mạ vàng, mạ bạc. Sau khi chia sẻ thành tựu, tùy theo mức độ kỷ lục đạt được, các huấn luyện viên sẽ sở hữu ngay các phần quà tương ứng. Hơn thế nữa, toàn server sẽ được nhận thêm quà khi tích lũy đủ số lượt chia sẻ trên cây nến đầu tiên. Chính thức nhập tiệc với sự kiện vòng quay 6 tuổi, các huấn luyện viên có thể săn quà ngập tràn mỗi ngày đến từ vòng quay may mắn. Hoàn thành nhiệm vụ để nhận tối đa 4 lượt quay mỗi ngày, kèm 4 sao sinh nhật để sử dụng tại shop đổi quà sinh nhật. Sẽ có các phần quà cực chất ở trong shop đổi quà. Anh em thích quà nào thì nhớ tích sao để đổi nha. Đặc biệt, khi tích lũy đủ 32 sao, các huấn luyện viên có thể đổi lấy vé tham dự sự kiện offline sinh nhật 6 tuổi FC Online kết hợp với chung kết của giải đấu FVPL Summer 2024 vào ngày 30 tháng 6 năm 2024 tại Cung Thể thao Quần Ngựa tại Hà Nội. Tuy nhiên, số lượng có hạn, anh em nhớ tranh thủ đổi ngay. Hãy cùng nhau góp sức tích lũy đủ số lượt hoàn thành nhiệm vụ cho cái nến thứ hai để toàn server nhận được thêm các phần quà xịn sò khác. Tiếc vui là phải có bạn hiền, tìm ngay tri kỷ FC Online để kết đội và tham gia dinh quả chất tại sự kiện. Đồng hành cùng tri kỷ, mỗi ngày sẽ có 4 nhiệm vụ tổ đội, hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ được yêu cầu để nhận ngay các phần quà tích lũy tổ đội. Ngoài ra, tổng số tổ đội toàn server tạo được và tổng số nhiệm vụ tổ đội toàn server làm được sẽ được tích cho cái nến thứ 3 và thứ 4. Tích đủ là có quà, chần chờ gì nữa mà không ngập ngay tổ đội. Những đồng đội cũ của các huấn luyện viên còn nhớ tới FC Online không? Tại sao lại không mời họ cùng tham gia đại tiệc sinh nhật cùng với đại gia đình FC Online để có thể nhận thêm nhiều phần quà hấp dẫn? Số lượng huấn luyện viên quay trở lại với FC Online của toàn server chính là công thức để các huấn luyện viên hoàn tất chiếc nến thứ 5 và dinh thêm quà đấy. Đã vui là phải vui tới nóc. Món ăn tinh thần mà FC Online muốn dành tặng cho các huấn luyện viên chính là MV sinh nhật 6 tuổi, tri kỷ FC Online. Cùng góp view hưởng ứng bộ không khí sinh nhật đáng nhớ này và hoàn tất chiếc nến cuối cùng nha. Hãy cùng nhau thắp sáng 6 chiếc nến để bánh kem sinh nhật trở nên lung linh hơn. Và điều quan trọng là các huấn luyện viên không nên bỏ qua. Với mỗi chiếc nến được hoàn thành, toàn server sẽ nhận được gói quà tương ứng. Ngoài ra, hãy theo dõi các trang fanpage chính thức của FC Online để liên tục cập nhật các sự kiện và hoạt động chính thức khác mà FC Online dành tặng cho cộng đồng nhân dịp kỷ niệm 6 năm ra mắt. Còn bây giờ, hãy kêu gọi bạn bè và đồng đội cũ của mình đăng nhập ngay tại trang sự kiện 6 tuổi FC Online sinhnhat.fclive.gaina.vn từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2024 để nhận quà thôi, anh em ơi!